Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận định U23 Việt Nam với U23 Iraq 0 giờ 30 ngày 27 tháng 4, chờ duyên Tây Á. Nhận định bóng đá U23 Việt Nam với U23 Iraq, U23 châu Á, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu, không chỉ huấn luyện viên Park Hang-seo mà ông thầy Hoàng Anh Tuấn cũng có duyên với các đại diện Tây Á. Gặp Iraq hôm nay, Việt Nam cần tái hiện cái duyên này. Nhận định trước trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq, bóng đá Việt Nam vốn thích các đại diện Tây Á. Khi được huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt, Việt Nam đã vượt qua Yemen, Jordan, Syria, UAE, Qatar đã gây ra vô vàn khó khăn cho Saudi Arabia, Iraq hay Iran. Với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, U19 Việt Nam từng vượt qua những Iraq, UAE và Bahrain trên con đường giành vé dự World Cup U20 năm 2017. Đến khi dẫn dắt đội U20 Việt Nam tranh tài ở vòng chung kết U20 châu Á 2023, ông Hoàng Anh Tuấn cũng giúp Việt Nam đánh bại Qatar 2-1. Ký ức lịch sử chỉ ra rằng nếu chơi kỷ luật, hết mình, Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại những đại diện mạnh hơn đến từ Tây Á. Trận đấu hôm nay là một dịp như thế khi Iraq vốn là đối thủ mạnh vượt trội, lại đang có phong độ cao. Phải thừa nhận rằng tập thể U23 Việt Nam đang để lại nhiều nỗi lo. Các cầu thủ thi đấu thất thường, thiếu độ lạnh cần thiết, trong khi hàng phòng ngự vẫn xử lý rất phiêu lưu. Trong bối cảnh đó, cố gắng là chưa đủ, U23 Việt Nam cần cái duyên Tây Á để mơ về một kết quả tốt hôm nay. Phong độ lịch sử đối đầu U23 Việt Nam và U23 Iraq Phong độ của U23 Việt Nam nhìn chung mới là tạm được. 8 trận vừa qua, đội thua 4, hòa 1, tháng 3. Tính trong cùng quãng thời gian, Iraq nhỉnh hơn với 4 thắng và 4 bại, nhưng trạng thái phong độ của Iraq rõ ràng vẫn hơn Việt Nam. Sau khởi đầu đáng quên với trận thua Thái Lan, Iraq đã quay trở lại đường dây. Đội bóng này càng thi đấu càng hay, với những kết quả ấn tượng trước Tajikistan và Saudi Arabia. Dù gặp bất lợi ở cuộc đua giành vé đi tiếp, nhưng cuối cùng Iraq mới là đội dẫn đầu bảng C, đồng thời loại Thái Lan ra khỏi cuộc đua và chiếm luôn ngôi đầu của các nhà đương kim vô địch Saudi Arabia. Có thể nói, càng thi đấu U23 Iraq càng vào guồng, các vị trí của họ bắt đầu hiểu ý nhau hơn, trong khi những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt như Jasim, Mutathar, Mohamed bắt đầu tìm được sự ăn khớp với các đồng đội, thay vì đi bóng và dứt điểm trong vô vọng như ở trận thua Thái Lan 02. Nên nhớ, chính Jasim đã khiến hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam gồm Văn Lâm, Việt Anh phải chạy chật trong cuộc gặp gỡ hồi tháng 11 năm ngoái trên sân Mỹ Đình. Chi tiết trên cảnh báo những Duy Cương, Văn Cường về một ngày thi đấu vất vả mà họ sẽ phải cố gắng hơn 100% khả năng mới có thể bịt kín được những khoảng trống. Thông tin lực lượng U23 Việt Nam với U23 Iraq. Trận này Hồ Văn Cường sẽ trở lại sau khi hoàn tất án treo giỏ. Những Văn Khang, Văn Trường, Vĩ Hào được nghỉ nửa trận gặp Uzbekistan nên đủ thể lực đá chính. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở trận gặp Uzbekistan. Có lẽ 8 cái tên cũ sẽ trở lại đội hình chính trong trận cầu hôm nay. Đội hình U23 Việt Nam và U23 Iraq, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dựng xe buýt, chờ đợi đòn hồi mã thương. U23 Việt Nam cần một thế trận chắc chắn nếu muốn làm nên chuyện trong cuộc đọ sức với U23 Iraq tại vòng tứ kết giải U23 châu Á 2024. U23 Việt Nam dựng xe buýt. U23 Indonesia đã vượt qua U23 Hàn Quốc bằng chiến thuật pressing và tấn công mạnh mẽ. Nhưng công thức chiến thắng của đội bóng xứ Vạn Đảo khó lòng áp dụng cho U23 Việt Nam bởi sự khác biệt về mặt nhân sự. Phòng ngự phản công là lối chơi sở trường từng mang đến thành công cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Bước vào trận đấu quan trọng với U23 Iraq, đội ghi tới 6 bàn trong hai trận gần nhất, nhà cầm quân người Khánh Hòa sẽ một lần nữa tin tưởng vào lối chơi này. Trong khung thành, thủ môn Quan Văn Chuẩn sẽ trở lại sau khi nghỉ ngơi ở lượt cuối vòng bảng. Khả năng chỉ huy hàng phòng thủ cùng những tình huống cứu thua xuất sắc của Văn Chuẩn rất cần thiết khi U23 Việt Nam đối đầu với các sân sút xuất sắc của U23 Iraq. Bộ ba trung vệ dự kiến là Lương Duy Cương, Mạnh Hưng và Lê Nguyên Hoàng. Ngoài việc bảo vệ khung thành, các trung vệ U23 Việt Nam cần rất lưu ý đến những tình huống va chạm, bởi với sự theo dõi từ va, một quả penalty hay tấm thẻ đỏ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hai vị trí chạy cánh thuộc về Khuất Văn Khang và Hồ Văn Cường Cặp đôi này sẽ không có nhiều cơ hội dâng cao bởi U23 Iraq rất lợi hại trong tấn công biên. Nổi bật nhất là Ali Jassim, tiền đạo cánh từng có hai pha kiến tạo trong trận tuyển Iraq thắng tuyển Việt Nam 3-2 ở Asian Cup 2023. Hệ thống phòng ngự từ xa cũng cần được gia cố, hỗ trợ cho cặp đôi Minh Khoa Thái Sơn là Văn Trường. Với 3 tiền vệ giàu sức chiến đấu, U23 Việt Nam hy vọng không lép vế trong cuộc đấu ở tuyến giữa. Việc này vừa giảm tải cho hàng thủ, vừa là nền tảng để triển khai bóng tấn công. Chờ đợi đòn hồi mã thương, cặp đôi tiền đạo sở hữu hình thể tốt là Võ Nguyên Hoàng và Văn Tùng, nhiều khả năng sát cánh trên hàng công. Trong thế trận mà U23 Việt Nam dự báo không có quá nhiều cơ hội tấn công, hai chân sút sẽ phải thật chắc chiêu từng thời cơ nhỏ nhất. Văn Tùng đã có một bàn thắng vào lưới U23 Qatar, bắt nguồn từ tình huống lên bóng nhanh và phá bẫy việt vị. Võ Hoàng Nguyên tuy chưa lập công nhưng làm khá tốt nhiệm vụ kết nối và hút người, tạo khoảng trống cho đồng đội. Tùy vào thế trận, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng có thể sử dụng các phương án dự phòng như Bùi Vĩ Hảo, Minh Quang hay thậm chí là chân sút mới trở lại sau chấn thương quốc Việt. 6 năm trước, U23 Việt Nam từng vượt qua U23 Iraq cũng tại vòng tứ kết giải U23 châu Á. Liệu rằng kỳ tích Thường Châu có được tái hiện trên sân vận động al Janoub tại Qatar? Bình luận viên Quang Huy, U23 Việt Nam cần thử thách sự kiên nhẫn của Iraq đưa họ về loạt sút luân lưu. Theo bình luận viên Quang Huy, khả năng cao nhất để U23 Việt Nam có thể vượt qua U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024 là trên loạt sút luân lưu cân não. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên chơi theo kiểu ông Park từng gặp Iraq hồi năm 2018 là phù hợp. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có phong cách tương đối đa dạng, kết hợp nhiều lối đá, lúc thì 3-4-3 để tấn công, lúc lại 5-4-1, 5-3-2. Đối với Iraq thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải chuyển đổi tốt được trạng thái. Chúng ta không nên vội vàng, hãy thử thách sự kiên nhẫn của Iraq, đưa họ về loạt sút luân lưu. Qua mỗi trận thi thì chúng ta thấy U23 Việt Nam lại tiến bộ hơn, đặc biệt là vững hơn về tâm lý, những sai lầm của hàng phòng ngự càng ngày càng được rút kinh nghiệm tốt hơn. Ta có những cầu thủ tốt trở lại như Quốc Việt chẳng hạn, Đình Bắc không đá được thì ta có Quốc Việt, trên hàng công, cậu ấy có thể tạo ra được sự khác biệt. Cả ba tuyến chúng ta đều có những cầu thủ tốt, hy vọng họ sẽ là chỗ dựa cho các đồng đội khác thi đấu hàng thủ cần cố gắng chơi tập trung và khi bị tấn công thì ta không nên căng thẳng nhiều khi tập trung quá lại bị căng thẳng trên hàng công thì ta nên có các pha phối hợp nhỏ nhiều hơn một số tình huống bị phản công thì giữa tiền vệ với hậu vệ cần đảm bảo kết nối nhau tốt đá với iraq thì câu chuyện chuyển trạng thái rất quan trọng nói chung iraq là đối thủ mạnh nhưng nói thật bây giờ ta gặp indonesia còn khó chơi hơn gặp iraq gặp indonesia thì chúng ta có khi còn gặp những vấn đề về tâm lý căng thẳng hơn Iraq thì ta đã từng thắng họ năm 2018 rồi nên đó sẽ là điểm tựa tinh thần. U23 Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu bước đầu rồi thì hãy quyết tâm cho các mục tiêu xa hơn, đừng căng cứng để tránh các sai lầm. Bình luận viên Quang Huy tiếp. Khi được hỏi đánh giá về sức mạnh của Iraq, bình luận viên Quang Huy nêu quan điểm. Chúng ta vẫn phải xác định mặt bằng chung của Iraq cao hơn Việt Nam, nhưng cho các đội vào tứ kết, ta gặp Iraq là dễ thở nhất rồi. Nhìn cách Thái Lan để thắng Iraq cũng sẽ mang lại những gợi mở cho chúng ta, hòng ghi bàn đêm nay. U23 Việt Nam cũng có thể trông đợi vào các tình huống cố định để ghi bàn trước Iraq. Ở lượt cuối vòng bảng, Iraq có thể thắng Saudi Arabia, nhưng trận đó chưa nói lên gì nhiều do Saudi Arabia đã có vé đi tiếp rồi. Iraq có nhiều cầu thủ tốt nhưng lại chơi các câu lạc bộ khác nhau. Giờ gom lại trong thời gian ngắn thì chưa chắc đã đạt hiệu quả tối đa. Cuối cùng dự đoán về tỷ số trận đấu, bình luận viên Quang Huy nói, tôi hy vọng chúng ta có thể đưa Iraq tới loạt luân lưu, tỷ số có thể là không đều hoặc một đều. Trước đó và đêm qua, U23 Indonesia đã có trận đấu cực kỳ kịch tính trước U23 Hàn Quốc. Hai đội hòa hai đều sau 120 phút thi đấu và U23 Indonesia thắng 11-10 trên loạt sút 11m cân não. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.